Đội tuyển Hà Lan ghi danh vòng 1/8 Euro, tân binh PSA rực sáng sánh ngang Ronaldo. Đội tuyển Hà Lan đã chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Euro năm nay với phong độ hủy diệt toàn thắng tại vòng bảng. Trong chiến tích của câu lạc bộ màu da cam, tiền vệ Jorginho Wijnaldum đã có đóng góp cực kỳ lớn. Đội tuyển Hà Lan đã giành được số điểm tuyệt đối 9 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng C trùng vòng chung kết Euro 2020. Dù đây không phải là bảng đấu quá khó, nhưng rõ ràng những gì thầy trò Frank de Boer thể hiện vẫn là rất đáng ghi nhận. Sức mạnh của Hà Lan đến từ hàng công khi họ sở hữu 8 bàn thắng sau vòng đấu bảng. Trong sự thăng hoa của Hà Lan, người hâm mộ sẽ không thể không nhắc tới màn trình diễn của tiền vệ đội trưởng Jorginho. Tân binh vừa gia nhập PSA từ Liverpool đã chứng tỏ được giá trị của bản thân bằng một phong độ ghi bàn cực cao dù anh chỉ chơi ở vị trí tiền vệ. Với cú đúp chỉ trong vòng 8 phút ở trận thắng 3-0 trước Barcelona, Wijnaldum đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng để vươn lên sánh ngang với siêu sao Ronaldo và tiền đạo Patrick Schick trong cuộc đua vua phá lưới. Đáng chú ý, số bàn thắng mà cựu sao Liverpool ghi được cho tới thời điểm này của Euro đang nhiều hơn cả tiền đạo chủ lực Hà Lan Memphis Depay. Bên cạnh những bàn thắng giúp Hà Lan kết liễu đối thủ, Wijnaldum còn chứng tỏ đặc biệt khả năng xuất sắc trong vai trò thủ lĩnh cũng như thu hồi bóng ở khu vực trung tuyến. Hà Lan đã dễ chơi hơn rất nhiều khi họ sở hữu một ông chủ tuyến giữa như Wijnaldum trên sân. Tất nhiên, khi đối thủ của Hà Lan ở vòng knockout sẽ mạnh hơn và khó nhằn hơn, khả năng các ngôi sao đội bóng này mới thực sự được kiểm chứng. Dù vậy, với đẳng cấp của một ngôi sao đã chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn, Wijnaldum sẽ là cái tên đáng để người hâm mộ cơn đốc màu da cam đặt niềm hy vọng trong đường chinh phục ngôi vương Euro năm nay.